tập phim kích thước phù hợp. Tốt lắm, gần tới rồi. Mình đã nói rồi mà, 1000 tỷ% những con quỷ khổng lồ đó là thật đó. Chắc chắn là vậy, chúng to bằng quả núi luôn. Tinh quái khủng khiếp và xấu xí nữa. Brandy này, ăn quả anh đào này không? Cậu thích chứ hả? Mình rất thích, nhưng mình không thể giới tới được. Vậy thì được rồi, cậu biết không, cái cây này còn chưa tới đầu gối con quỷ khổng lồ đó. Các cậu chẳng thay đổi gì hết, các cậu quan tâm tới con quỷ còn nhiều hơn mình nữa. Đừng ngốc quá đi, tụi mình quan tâm tới cậu mà Franny. Mấy con quỷ lùn đâu có tồn tại, nhưng cậu là hoàn toàn có thật mà. Ồ, Franny, mình biết phải làm gì tiếp theo để giúp cậu rồi. Nè, tụi mình sẽ làm cho Franny một cái gì đó, một cái thang dành cho cậu ấy, để cậu ấy có thể với tới những quả anh đào. Kế hoạch tuyệt vời đó. Chỗ làm việc của mình không cho phép con nít vô. Nè, sao cậu không chơi xích đu hay cái gì đó đi? Tụi mình sẽ quay lại ngay. Bjorn, đóng cửa rèm lại, chắc chắn sẽ rất tuyệt đó. Không cho con nít, mình chỉ được nghe vậy thôi sao? Mình thấy buồn một chút. Bay xuyên qua đám mây như một chú bướm nhỏ. Cô ấy thật ngầu. Tôi sẽ nói cho cậu biết, cô ấy chính là Franny, một chú cáo cực cá tính. Tôi là... Cái thang được rồi, việc này sẽ rất là vui. Xong rồi, bộ sạc to lớn hơn. Thế, nè, Franny đâu rồi? Quỷ khổng lồ đã ăn thịt cậu ấy, hoặc có thể cậu ấy đi hái hoa ở đâu đó, hoặc đang cố gắng hái quả anh đào. Đi tìm cậu ấy thôi. Phát minh mới sao? Bộ sạc to lớn hơn hả? Không biết nó có biến mình bự hơn không ha. Ôi, mình bị sao vậy nè? Franny đâu rồi ta? Cậu ấy suốt ngày chỉ gây rắc rối không ạ. À, đó chính là quỷ khổng lồ. Không phải đâu, mình là Franny mà. Các cậu, mình là Franny đây. Các cậu, trên này nè. Trên này nè. Mình biết các cậu chỉ ở quanh đây thôi. Thật là ngốc quá đi. Đến đây nào. Nhìn kìa, là Franny. Phải. Vậy là cậu đã sử dụng bộ sạc to lớn hơn mà không xin phép sao? Mình chỉ muốn đủ lớn, mình chỉ muốn để đủ lớn để các cậu phải chú ý đến mình mà thôi. Phải, và chắc chắn cậu sẽ không bỏ lỡ việc này mà. Đừng buồn Franny, tụi mình sẽ tìm cách mà. Mình không muốn là một người khổng lồ. Đừng khóc mà, cậu đang hành động như một em bé bự đó. Mình không thể ngừng được. Mình chỉ muốn bự lên một chút giống như các cậu, chứ không muốn như vậy đâu. Mình không muốn là con cáo cá voi. Franny, Franny, tụi mình đã làm ra một thứ giúp cậu không còn nhỏ nữa. Bucky, đã đến lúc rồi, làm cho Franny ngạc nhiên đi nào. Ồ, làm ơn, đừng có phải là bộ sạc to lớn hơn nhé. Mình chưa bao giờ nghe tới cái đó, nhưng đây là cho cậu, để cậu có thể với tới cành cây chiếc thang siêu cấp. Các cậu đã làm một cái thang dành riêng cho mình sao? Cái thang hả? Đây không phải là cái thang bình thường, đó là một cái thang siêu cấp đó, với hệ thống nâng cao cơ bản và chuyển động kép đó nha. Cho nên, Franny, cậu có thể chọn những trái anh đào ngon mà cậu thích. Thử đi nào. Hay lắm, thang siêu cấp. Mình thấy người khổng lồ là không có thật. Chắc chắn rồi. Mình cho rằng người khổng lồ cũng chỉ có thể với tới cành cây từ dưới mặt đất mà thôi. Phải, tất nhiên rồi. Mấy anh chàng ngốc, mình rất quý các cậu đó. Hehehe